Em xin chào các bác nhá. Tiếp tục em có cái cặp bát của Onkyo. Đấy, em giới thiệu đến các bác. Để bác nào đang có nhu cầu về bát thì có thể alo cho em. Đấy, hàng thì bên em sẽ gửi tận nhà, trao tận tay cho các bác nhé. Các bác nhận hàng được bóc hàng ra kiểm tra thoải mái. Tất cả khi nhận hàng có vấn đề gì thì các bác cứ alo cho bên em thì bên em sẽ xử lý luôn. Đó. Rồi, còn bác nào ở gần cửa hàng nhà em thì xin mời các bác có thể qua trực tiếp để lấy hàng nhé. Thì nhà em ở cạnh bến xe Mỹ Đình thôi, cách bến xe Mỹ Đình tầm khoảng 300m. Thì mời các bác đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo cũng như là để đặt hàng. Đấy. Thì em sẽ đo kích thước luôn, đây. Bát thì là bát lên tiếng bình thường các bác nhé. Hàng thì nguyên zin, cam kết nguyên zin 100% cho các bác. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra thoải mái nhé. Đây các bác này, con này đường kính bát của nó là 13. Đấy, các bác cứ lắp 13, viền 13 lắp là vừa là ok. Đó. Đây, mời các bác xem qua này. Bát thì được trang bị cái cổ từ cứ phải gọi là vĩ đại luôn các bác. Vâng, cổ từ cứ phải gọi là hàng vĩ đại luôn. Đây, công suất của loa 25W trở kháng 5 ohm. Các bác nhìn cổ từ sướng không ạ? Thực sự các bác chỉ có Onkyo nó mới làm được những cổ từ mà là vươn tầm gọi là bát tô rồi các bác nhìn này. Như một cái bát tô các bác, vâng, không khác gì cái bát tô ăn cơm mà cái bát tô đựng canh. Dã man. Bác nào mà tay mà yếu yếu cầm cái bát này có khi em nói thật các bác là lúc là mỏi tay luôn, cầm chỉ có một tí là mỏi thôi. Bởi vì bát nó rất là nặng luôn. Dã man. Đây, các bác nhìn thực tế nhá. 25W trở kháng 5 ohm. Hàng chuẩn nội địa Nhật luôn đấy các bác nhá. Cam kết cho các bác là nguyên zin. Bác nào nhận hàng check kiểm tra không nguyên zin cứ alo cho em. Em biếu không các bác cặp này luôn, được chưa ạ? Đó. Thế nên là em đã bán cái gì rất là chuẩn. Còn cái gì mà em biết em cũng bảo ngay. Đấy. Cứ thẳng thắn thẳng thật với nhau các bác. Buôn bán cứ phải sang phẳng là nó mới sướng các bác. Các bác đi mua hàng vậy, em vậy thôi, em thật các bác. Mua ở đâu thì mua chứ em cứ chỗ nào mà mua bán nó cảm thấy nó sảng khoái là nó sang phẳng là nó sảng khoái lắm. Mua nó sướng. Các bác mua nó sang phẳng là nó sướng. Bởi vì những cái âm thanh này thì chia sẻ với bác một chút là nó không giống như mớ rau mớ cỏ được hay là miếng thịt được, đúng không ạ? Rau cỏ thịt hôm nay không ăn, ok, tôi bỏ tủ lạnh mai ăn. Gói bánh gói kẹo hôm nay không ăn, buộc túi bóng lại để đấy mai ngày kia ăn, thậm chí tuần sau ăn cũng được, đúng không ạ? Nhưng riêng các cái đồ âm thanh này em nói thật các bác mua mà không ưng nhá, về là chỉ có vứt xó. Đấy. Đó, thế nên là các bác tức là trước khi chốt thì các bác cứ cân nhắc cho nó kỹ. Đấy, không thể gọi là mình mua bộc trộn được. Mua nhà em cũng được, mua nhà ai cũng được các bác, không quan trọng. Đấy, bán âm thanh này là phải bán theo kiểu gọi là hình thức gần như là chia sẻ các bác. Đó. Thế nên là mua nhà em cũng được, mua nhà ai cũng được, miễn là các bác cảm thấy tự tin thoải mái. Được không ạ? Rồi, lúc đó thì các bác chốt hàng cho nó sướng. Chứ còn nói thật các bác mua xong về nó không biết nó bán có, em xin lỗi nói hơi mất dạy tí, không biết nó bán có đảm bảo không. Không biết hàng của nó có phải hàng thật không, không biết hàng của nó có phải hàng Nhật không. Nếu như các bác còn đang lấn cấn, còn đang lận cận những cái đầu ở trong những cái từ đó ở trong đầu mình thì hãy bình tĩnh, từ từ hãng mua, cứ xem kênh đi các bác nhá. Cứ xem tham khảo đi, tham khảo nhà em cũng được, nhà anh được, cứ tham khảo chán đi. Sau đó lúc nào mà mình cảm thấy ok, tin tưởng rồi và mình biết một chút về hàng bãi rồi thì bắt đầu mình ok, cứ alo cho em là chốt. Đấy. Bởi vì âm thanh này nói thật các bác chứ có phải mình nhà em bán đâu. Tỷ tỷ nhà bác bán luôn, nhiều lắm. Đấy, thậm chí có những bác còn giá còn rẻ hơn nhà em cơ, em không bao giờ ngại những cái vấn đề đó. Không bao giờ ngại. Thậm chí đầy bác còn giá rẻ hơn nhà em rất nhiều. Đấy. Nhưng mà rất là nhiều bác lại vẫn cứ ủng hộ nhà em. Đó, bởi vì là cái gì ạ? Cái cách bán hàng nhà em thì là nó thoải mái. Khách hàng nhận hàng ok kiểm tra cứ đúng hàng là chốt, còn không đúng là cứ alo cho em xử lý ngay. Ship nào, shipper nào mà giao hàng cho các bác mà không cho các bác kiểm tra, các bác cứ nhấc máy lên alo cho em. Em gọi thẳng ngay cho thằng bố nó ngay. Đấy, bảo luôn là tại sao không cho khách hàng xem hàng. Bởi vì là nhà em gửi hàng ấy là em đã ngoặc trực tiếp với cả giám đốc của bên Viettel. Đó, anh giám đốc quản lý khu vực ở miền Bắc là tất cả hàng hóa nhà em bán đưa trao tận tay cho khách hàng. Đấy, gọi điện cho khách hàng là phải tử tế đàng hoàng. Gọi mà khách không nhận ok có thể hẹn khách ngày mai giao. Đó, và khi khách yêu cầu được kiểm tra hàng, phải cho khách kiểm tra hàng. Đấy, riêng hàng nhà nó như vậy. Thế nên là các bác mua nhà em là yên tâm lắm.
Đó, thì bác nào chốt cặp này thì alo cho em. Giá thì em để tiêu đề luôn nhé. Cặp này để các bác giá là 500 nhé. Vâng, em xin chào.